Tình trạng thứ ba của chị khách hàng đây, vừa mới làm xong được 3 tuần, đây lộ hết, tụt hết cái đầu sụn xuống, đấy, đầu mũi dài như mũi két. Xin chào các bạn, mình là bác sĩ chuyên khoa Đức Trọng, làm việc tại Thẩm mỹ viện Đức Trọng. Hôm nay Trọng sẽ chia sẻ cho các bạn các vấn đề quan tâm đến mũi. 80% chị em phụ nữ ở Việt Nam đều có một cái mũi thấp, và chính vì cái mũi thấp đấy gây tình trạng thiếu tự tin cho mọi người trong vấn đề công việc và giao tiếp hàng ngày. Trọng khuyến cáo, nếu chị em nào khi muốn nâng mũi thì đầu tiên các bạn phải tìm hiểu xem cái cơ sở đấy nó đang ở đâu, đang làm gì, có làm cái dịch vụ đấy không, và cơ sở đấy thì có phải là cơ sở được Bộ Y tế cấp phép. Vấn đề thứ hai mà chị em phải tìm hiểu đó là gì, cơ sở đấy có phải là bác sĩ làm hay không phải là bác sĩ làm, và cái kỹ thuật này nó có kỹ thuật can thiệp, nó gây tình trạng chảy máu thì chỉ được các bác sĩ mới được phép làm, chứ còn nếu học theo nghề bình thường, học nghề làm thì nó rất nhiều yếu tố nguy cơ nhiễm trùng, nguy cơ chảy máu, mà lúc đó thì các bạn học nghề các bạn sẽ không xử lý được. Và vấn đề thứ ba là các bạn tìm hiểu là bác sĩ có phải đúng cái chuyên ngành hay không. Thế thì từ khi các bạn trên mạng các bạn search tìm hiểu được ba cái vấn đề để trả lời cho Trọng ba vấn đề câu hỏi đấy rồi, thì các bạn sẽ tránh được các biến chứng như này này. Nhiều chị em thì không biết, đi làm ở các cơ sở đến lúc mũi bị hỏng, bị nào là bị cong đây, như các bạn nhìn đấy, một cái chị em làm ở cơ sở không rõ đến với Trọng trong tình trạng là mũi là bị cong này, đấy là một trường hợp. Trường hợp thứ hai là một chị khách hàng đây đến trong tình trạng là mũi, đầu mũi bóng đỏ rất nhiều và bị viêm chảy dịch. Đấy, và da gần như là sắp trở lục mũi nơ rồi. Thế thì tại sao các chị em lại gặp những trường hợp như này? Vì chính vì ba cái nguyên nhân Trọng vừa nêu trên, Trọng gặp rất nhiều những khách hàng đến với Trọng trong tình trạng là mũi phải sửa lại. Nếu các bạn đến với Trọng trong thời gian ngay đầu tiên, cái mũi lần đầu tiên làm một lần cái nó đẹp ngay, không phải sửa lại, không hề cả. Còn vấn đề thứ hai đó là gì, đến thì đa phần không phải Trọng đâu mà tất cả các bác sĩ trong ngành phẫu thuật thẩm mỹ đều phải tính toán cho khách hàng vì cái lượng da dày như làm sao, lượng da mỏng ra làm sao, cấu trúc khuôn mặt bọn mình học về phẫu thuật thẩm mỹ, cái cấu trúc khuôn mặt của mình như nào, các chỉ số làm sao nó tương xứng với khuôn mặt. Nhiều bạn đến thì em muốn nâng mũi nhưng mà anh phải nâng cho em thật cao giống một cái bạn như thế này đấy, các bạn đưa một cái ảnh một cái cô rất xinh ra rồi, trong khi đó mặt của bạn thì răng thì hơi bị đẩy ra đằng trước đấy, mắt thì trúng sâu các thứ nhiều ấy. Có chị thì đưa cái ảnh của một bạn 18 tuổi trong khi đó chị đang là tầm 40 tuổi, bảo em muốn nâng một cái mũi như của cái bạn như thế này, thì đấy thì các bạn không biết, thì các bạn nhìn thấy nó đẹp thì các bạn đến thôi, không thể lấy mũi của người này nhấc vào mặt của khuôn người khác. Thì đấy là sự khác biệt giữa bác sĩ làm và các kỹ thuật viên làm. Phương pháp làm của Trọng thì Trọng đã làm qua rất nhiều năm rồi, Trọng có kinh nghiệm rồi, và làm tê cho các bạn hầu như là các bạn tê không đau. Thứ hai là Trọng bóc tách đúng kỹ thuật, đúng khoang, đúng cái vị trí, không động chạm nhiều và gây tình trạng là thì sau khi làm xong thì cái độ sưng nề của các khách hàng của Trọng thì là ít hơn so với nơi khác rất nhiều nhá. Và khách thì rất hài lòng, và khách chuẩn bị tâm lý là làm lại rồi có thể là sưng cả tuần cả tháng cơ, nhưng khi làm mình trong 2-3 ngày thì rất nhàn. Cái video này Trọng chia sẻ với chị em đấy là tình trạng là các nhu cầu nâng mũi của chị em cao rất nhiều, nên chị em phải tìm hiểu đúng cơ sở nhé, cơ sở là bác sĩ được cấp phép của Bộ Y tế, và phương châm là các bạn làm đẹp nhưng đẹp một lần thôi, không làm có theo thông dẫn mà cứ làm thử xem thế nào nhé, đẹp một lần và bền vĩnh viễn. Các bạn thấy video của Trọng hay, thấy video của Trọng có ý nghĩa với bản thân thì hãy like, ấn đăng ký kênh của Trọng hoặc là vào cái group của cộng đồng thẩm mỹ Đức Trọng, thì trong đó các bạn sẽ nhắn lên câu hỏi tất cả các vấn đề về phẫu thuật thẩm mỹ. Trọng và ekip và bác sĩ của thẩm mỹ viện Đức Trọng sẽ trả lời cụ thể các bạn, từng bạn một. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Hẹn gặp lại các bạn vào video tiếp theo.